Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin sau đây. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Trong năm 2022, lực lượng công an Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ gần 1.500 đối tượng phạm tội về ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 12, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 đề ra 9 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Dự thảo kế hoạch hành động cũng giao chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực cho các ngành, các địa phương thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, khó khăn thách thức của năm 2023 sẽ nhiều hơn, phức tạp hơn năm 2022. Trong khi nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta là rất lớn, đặc biệt là mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 đô la Mỹ trở lên, thu ngân sách nhà nước phải vượt số thực thu của năm 2022. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương cần chủ động tích cực triển khai thực hiện thật tốt nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết số 12 ngày 7 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy và nghị quyết số 327 ngày 11 tháng 12 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Các chương trình kế hoạch công tác với những cơ chế chính sách biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn để đạt được kết quả tổng thể cao hơn so với năm 2022. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã phát động phong trào thi đua đến toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, mục tiêu nhiệm vụ đặt ra năm 2023 là rất lớn, song nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các ngành các địa phương quán triệt, tiếp thu đầy đủ nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt trên các chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa khẳng định việc Ban Bí thư ban hành chỉ thị 18 là rất cần thiết, khẳng định tầm quan trọng của công tác giám sát phản biện xã hội. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa thời gian qua và nhấn mạnh các cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội. Đồng chí cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ để Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận đầy đủ, rộng rãi ý kiến, đề xuất, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Qua đó là kênh thông tin để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội hiệu quả hơn. Quá trình thực hiện chỉ thị 18 cần thường xuyên sơ kết, tổng kết nhằm rút kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên bám sát kế hoạch triển khai chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó triển khai nội dung, nhiệm vụ, cách thức tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể và thời gian, lộ trình thực hiện phù hợp để triển khai toàn diện các nội dung yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giám sát, phản biện và phát huy quyền làm chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết của nhân dân thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố kịp thời tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Chiều nay, Hội Xây dựng Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua,
Hội Xây dựng Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Nổi bật là hội đã có 5 đề tài khoa học về quy hoạch xây dựng, đồng thời tham gia nhiều hội thảo chuyên ngành, phản biện các hồ sơ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn với các ý kiến đóng góp chất lượng được đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, hội sẽ tập trung củng cố kiện toàn tổ chức, tăng cường phát triển hội viên, đổi mới nội dung và phương thức thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo và phổ biến kiến thức cho hội viên. Qua đó, phấn đấu xây dựng hội, các chi hội thành viên trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và phát huy sự sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tại di tích lịch sử văn hóa đền Tống Duy Tân, thành phố Thanh Hóa, câu lạc bộ hát văn hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Truyền thống Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động và liên hoan hát văn hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2022. Câu lạc bộ hát văn hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2022 với mong muốn bảo tồn, lưu giữ, phát huy các giá trị thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Sau hơn 2 năm hoạt động, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống được giao lưu học hỏi rèn luyện, nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là thể loại hát văn, hát chầu văn, tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa trong nhân dân. Tại lễ tổng kết, nhiều tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa hát văn, hát chầu văn nói riêng, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu nói chung đã được tôn vinh khen thưởng. Nhân dịp này, câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Truyền thống Việt Nam tổ chức liên hoan giao lưu hát văn, hát chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt, tôn vinh quảng bá và phát huy giá trị của loại hình diễn xướng văn hóa dân gian đặc sắc đến đông đảo người dân. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 48 giờ tới, thời tiết khu vực trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực miền núi, có mưa, mưa rào và rải rác có nơi có dông. Trời rét rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ C, nên nhiệt độ xuống thấp có thể gây ảnh hưởng bất lợi đối với đàn vật nuôi do tốn nhiều năng lượng. Từ đó làm giảm sức đề kháng, là nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban đơn vị có liên quan triển khai đầy đủ các nội dung phòng chống đói rét cho vật nuôi, trong đó khẩn trương thực hiện các nội dung như thường xuyên liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu, thông tin kịp thời để người chăn nuôi biết, không chủ quan lơ là và bị động trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi. Phổ biến và hướng dẫn người chăn nuôi gia cố trang trại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chăn nuôi. Chủ động giữ trữ thức ăn tinh, thức ăn khô, rơm rạ cỏ khô, thức ăn ủ chua, bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn. Đối với gia cầm phải có đèn sưởi, củng cố chuồng trại chăn nuôi, che chắn giữ khô chuồng kín, ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi. Tích cực tuyên truyền vận động người chăn nuôi không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do nuôi nhốt có kiểm soát, áp dụng các biện pháp giữ ấm, nhất là với bê nghẽ non. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, gửi báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi để tổng hợp báo cáo. Năm 2022, lực lượng công an Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ 785 vụ, 1.493 đối tượng phạm tội về ma túy, 15 đường dây, 9 tụ điểm, 62 điểm phức tạp về ma túy. Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế làm giảm tội phạm tệ nạn ma túy, năm 2022, lực lượng công an trong tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương giải pháp phòng chống ma túy. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, quản lý giáo dục cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư. Lực lượng công an đã tăng cường xuống các xã thôn xóm, vừa nắm tình hình vừa tổ chức cho nhân dân ký cam kết xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn ma túy, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm. Bản tin cuối ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.